Đây, hiện tại thì công việc của mình là lắp con bơm 1.001W này ha. 1.100W. Trong kia là okay. Có là nhìn thứ đó. Ta đi. Rồi, em chờ. Dạ. Ở trên chảnh có một cái rờ le để đảm bảo nước nóng á. Em có thấy không? Thấy. Cái đó là mình có thể chỉnh cho nó nóng hơn một tí xíu không? Hiện tại nhiệt độ của nó đang không nóng kịp đúng không? Ổng có cảm giác là mình phải chỉnh nhiều quá bên cái phần nóng thì nó mới nóng được. Nên là ổng hỏi là mình có chỉnh cái nhiệt độ trên kia. Một tí nữa em lắp xong cái bơm rồi em test thử. Nếu mà cái nước ra không nóng thì mới chỉnh cho nó tăng cái nhiệt độ trong nó lên. Chỉnh được, nói chung là chỉnh được, nhưng mà phải để lắp cái bơm vô xem thử sao. Tại vì đôi khi máy bơm chưa có, nước nó xuống chậm á, rồi cái tỷ lệ nóng nó bị hòa đi nhiều quá. Ừ. Dạ. Can. Còn nói nhiều lắm. Tại vì nó hơi to. Dạ dạ. Rồi ok em quay chị. Tiếng là một tiếng là xong. Dạ. Có chứ anh. Bằng cái to xem là. Đúng rồi. Bà thích bằng cái to. Alo. Dạ. Được anh, nó bị làm sao vậy? Dạ. Dạ. Đi thấy cái gì vậy? Hello, hiện tại là mình đang ở khu công nghiệp V-Ship 2 Bình Dương á. Trên này đang ở trên cao á, gió nó ồn quá, mình nói mọi người nghe trước nha. Mình đang ở trên lầu 6. Đây, hiện tại thì công việc của mình là lắp con bơm 1.001W này ha. 1.100W ha. Thay qua con này chưa mà. Con này là 128W. Thì mình sẽ thay qua. Tại sao biết phải thay lớn như vậy không? Tại vì gió quá nha. Gió quá mọi người ạ. Tại vì ở đây con đó nước nóng. Hiện tại là hai con kia đang lắp là cho nước nóng à. Nước lạnh người ta lắp sẵn rồi nè. Đây, nước lạnh lắp sẵn rồi. Cũng là một con 1.001 quá luôn à. Bây giờ người ta muốn gắn cho hai bên nó đều nhau, chứ một lần tắm xả nó không có đều. Đại thành này thì có 120 lít à. Đó, bây giờ muốn đều thông nhau thì mình sẽ thay cái máy nhỏ đó.
qua này, tại vì có mấy nhỏ cái nó nhỏ quá ha, nó không có rồi. Đây do áp suất lớn nên không nên xài rắc co nha mọi người, mình sẽ không xài rắc co. Cái này làm gì cho ta? Bây giờ sao, mở nó ra rồi vặn nó vô rồi. À ta sẽ vặn cái đầu ram 49 32. À đù má, còn nó 21 không? À không, cái đó không phải bỏ đi. Bỏ đi, cái đưa lên nó bỏ, bỏ đi, bỏ luôn. À, nói chung bây giờ mình có 32 dương ta. Đủ không, đủ để làm bên đó không? Nói chung là tại vì nó không có cái bộ áp, hiểu không? Này là nó tự chế này, nó tự gắn cái rơ la vô thôi, bây giờ bên này phải có cái bộ áp nữa mới đúng. Chắc được. Đây, con máy. Máy cực lớn á, à, cực khủng á. À. 1000W. Tức là 1 kg mốt đấy. Thôi cắt đi để mình đi. Không sao đâu. Được rồi. Cái con đường này. Đường vô, đường ra. Và một chiều xe sử dụng điện, bình áp, rơ le, bộ bo mạch. À, điều khiển bằng qua bộ bo này hết. Rơ le là xài 12V. Máy này để ngoài trời không cần che đầy luôn. Bảo hành 2 năm. Giá cực. Cực mắc. Ok, hiện tại là máy đang hút ha, máy đang chạy ha. Đây, nó đường hút, nốt từ đường xuống rồi bùn năng lượng mặt trời. Okay, bây giờ mình sẽ xuống dưới thử kiểm tra nước nóng nha. Người nước ngoài ngoài ở cho nên kỳ càng quá, không có cho coi sao. Ok, như vậy là mình đã thay xong rồi ha. Con bơm 1,1 kg này, thay qua con bơm 1100W, thay qua cho con 128W. Tại vì con này lớn, con kia nhỏ. Thay nó lớn tại vì bên kia con lần kia nó cũng là 1100W rồi ha. Đây, cho mọi người coi con lần này. Người ta xài mà nước nóng không có số nữa. Đây, nó cũng bằng con 1400W đó, như nhau cả. Tại vì người ta xài nước nóng mà không có con nóng được. Nước lần nó áp đảo luôn. Áp đảo luôn. Thế bây giờ xong hết rồi. Bây giờ mình về thôi. À, về thôi cả nè.
cẩn, ông cứ buôn như vậy. Thôi ông cứ lấy đi thì mà cầm này cho. Còn gì nữa lấy nữa không? Một cái dao của ông đấy, không có cái nào của ông. Mình ta biết rồi, ta dành ông đi. Trên này mà nhảy xuống thì sao ta? Wow, trong mặt phải cứt.